Xin chào các bạn, mình là Dung Khàn, cuộc sống ở Hàn Quốc đây. Video xuân đầu tiên quay về Hoa ở Hàn Quốc, mình sẽ lựa chọn núi Ưng Bông San là một địa điểm khách du lịch và dân bản địa thường đến để leo núi và ngắm cảnh chụp ảnh. Thì hôm nay mình đến núi Ưng Bông San để du lịch và leo núi. Thì mọi người cũng biết ấy, mùa xuân ở Hàn Quốc ngoài hoa anh đào ra thì còn có một loại hoa màu vàng mang tên là Kelari, tên tiếng Anh là Forsythia, thuộc họ cây ô liu. Thì cây Kelari này trong tiếng Việt của mình sẽ là cây thù du mọi người nhé. Nó có ý nghĩa mang lại sự hy vọng này và mong đợi và tình cảm sâu đậm. Đây mình đi cả ngọn núi này nhá, đánh dấu đỏ này. Bây giờ mình đang ở đây thì đi tút 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 lên thôi, còn lâu mới đến. Hoa trên này nở rất là nhiều rồi mọi người ạ. Ôi mình đi leo núi mệt rất là mệt. Đây mọi người nhìn đi, nó nhìn ra cái cầu kìa, cầu sông Hàn nhá. Đây, hoa đào nở rồi mọi người ơi, nở rất đẹp nhá. Quang cảnh đây đó. Mọi người có nhìn thấy gì không? Cái bộ mic nó bị hỏng rồi, nó bị đơ rồi mọi người ạ. Nhìn rất là đẹp nhá. Đấy, nhìn ra quang cảnh đằng sau, nhìn cầu sông Hàn nhá, nhìn nó đẹp thế này cơ mà. Điểm nhấn ở chỗ này mọi người nhá, nhìn ra từ cầu sông Hàn, nhìn rất là đẹp nhá. Núi này nó nổi tiếng về hoa chuông vàng mọi người, thế là người dân ở đây người ta đi nhiều lắm. Cái chỗ này là trạm dừng chân này. Đây là nhà dân. Núi này rồi, cao đấy. Đây có thể biểu tượng con đại bàng đây, mình thấy ở trên này. Mạng ấy. Nhìn thấy nhà Hàn Quốc chưa? Trời ơi, cái hoa chuông vàng này nó mọc kín cả cái lối đi luôn mọi người này, mọi người nhìn nhá. Đấy, nó mọc kín cả lối đi này. Nó mọc tít lên trên kia. Đấy. Núi này nổi tiếng về cái hoa này thôi mọi người ạ. Chỗ này không ai xuống được. Quay lại cái chỗ này nữa nhá. Nhìn rất là đẹp nhá. Ôi nhìn đẹp quá à. Phóng tầm mắt ra xa này. Ở Hàn Quốc ấy, người ta làm cầu thang như này này cho dân người ta leo núi để ngắm hoa ấy. Đấy. Thì cái hoa này nó nổi tiếng ở cái chỗ tỉnh này mọi người nhá. Đây này. Đấy. Nhìn đẹp ba, bây giờ nó vẫn còn có nụ này, nó còn nở nữa. Nhìn đẹp không? Nhìn phải quay bên này nữa. Đẹp ha. Cái chỗ này người ta cũng làm cho bao quát xung quanh mọi người này. Mình ở ga kia nhưng mình đi bộ tận lên đây. Ga rất là hay nhá. Đó. Nhìn đẹp ha. Ở đâu cũng có hoa này. Bây giờ Hàn Quốc ấy, trời vẫn còn lạnh lạnh mọi người ạ. Ở có chỗ nó vẫn có tuyết. Nhìn cũng được, leo núi nha, bắt đầu leo núi này. Đấy.
Chỗ vùng hoa đẹp mọi người ạ. Chỗ này thì đẹp rồi. Ôi vòng xoay rồi. Trời ơi, đường cao tốc của Hà mọi người này. Đường cao tốc ấy. Wow. Đây là bản đồ photo của cái chỗ phía trước của núi Ưng Vương Xá mọi người. Chính là công viên Ưng Vương Xá. Đấy. Người ta chỉ rõ ra. À, địa điểm này là địa điểm đẹp nhất ở chân núi Ưng Vương Xá mọi người nhé. Thì cái địa điểm này là nhìn ra sông Hàn và nhìn ra thành phố Seoul nhé mọi người. Đây là người dân ở đây người ta rất thích lên trên đường người ta chụp ảnh người ta ngắm. Đi lên kia mình lại quay tiếp nhé. Trời đẹp lắm ấy. Nhìn thấy toàn núi. Còn leo lên cái đỉnh cơ rồi mọi người ạ. Nói chung hôm nay sao người Hàn đang nghỉ đông ấy nhở. Hôm nay là thứ mấy tao? Hôm nay là cuối giờ chiều rồi. Mình đi từ cuối giờ chiều mà nó vẫn nắng này. Và chả có hoa đào được. Nhìn cái mạn cuối rồi, nhìn đẹp chưa? Cái sườn này chưa ai khai thác như thế đấy. Đây là năm đầu tiên mình đi leo ngọn núi này mọi người. Còn dân leo núi người ta biết rõ cái ngọn núi này rồi. Thì mình nghe là cái ngọn núi này ấy, 4 mùa đều đẹp mọi người nhá. Mùa hè cũng đẹp này, mùa xuân cũng đẹp này, mùa đông cũng đẹp này, mùa thu cũng đẹp. Nhất là mùa đông mọi người nhá, tuyết phủ trắng xóa núi nhá. Xong rồi mọi người nhìn xuống bên dưới ấy, nhìn xuống núi thì sẽ rất là đẹp nhá. Đi đến chỗ này hơi sợ này. Hoa đào chưa nở mọi người ơi. Hoa đào giờ vẫn còn nụ nhá. Rồi mình đến cái đỉnh trong trên đèn bờ người ta ấy rồi. Đây là cái đỉnh ngồi nghỉ này. Leo lên đây chơi nhá. Leo lên đây chơi mọi người nhá. Mình thấy có nhiều người leo mà. Cái đình này là Hàn Quốc phổ biến luôn. Rất phổ biến nhá. Con leo lên được không nhỉ? Nó khóa cửa rồi. Nó khóa cửa rồi còn đâu nữa. Rồi người ta làm cỏ đây mọi người nhìn này. Làm cỏ nhân tạo luôn này. Đấy. Chỗ này nhìn ra cũng đẹp này. À, nhìn thẳng lên. Nhìn ra cũng đẹp này. Chỗ này là đẹp lớn chính ấy. Nhìn cũng được ha. Thank you.
leo đèo lội suối nhiều mọi người ạ. Còn nhiều. Trời ơi, chỗ này đẹp ha. Chỗ này này. Đi chụp ảnh gặp mấy con già này thì không chen được với cái lũ này. Rất là vô duyên nhá, đứng tận 30 phút, 40 phút cái chỗ này để chụp ảnh. Đúng là vô dạng hết cho nói. Chỗ này đẹp nhất thì các bà ai đứng 30 phút. Rất là đẹp mọi người ạ. Bên dưới là cả một vườn nhá. Tại vì cái chỗ này là cái chỗ thấp nhất ấy, nên là hoa nó mọc trên mấy cái hàng rào như này này. Đấy, nên là hoa nó rất đẹp mọi người nhá. Chỗ là điểm nhấn luôn đấy. Đẹp không? Đó. Đẹp nhất này. Đẹp ha? Đẹp quá à? Trời đẹp ha? Đường hoa đẹp, ai cũng chụp ảnh này. Ai cũng chụp ảnh đây. Rất là gian khó. Ôi giời ơi, mệt quá mọi người. Mệt cực kỳ luôn. Mình quay như này mọi người. Thật ra cái chỗ nào đẹp thì mình mới quay nhá. Chứ thật ra là núi này đi leo được tận 1 tiếng mọi người ạ, vừa đi vừa về ấy. Mà cái video của mình gọi trong 10 phút hoặc là 20 phút thôi. Bởi vậy ấy. Bây giờ người dân người ta lên đây đông chưa? Mấy giờ rồi? 6 giờ, 5 rưỡi, 6 giờ vẫn còn nắng rồi. Nhìn đẹp không? Hoa này thì là ở vùng này thì nổi tiếng là hoa này rồi, không bàn cãi gì đấy. Đẹp chưa? Đây cả một vùng núi của nó đấy mọi người ơi. Nhìn rất đẹp nhá. Chỗ này là nở nhiều hoa mọi người này. Chỗ này nở nhiều hoa nhá. Nhìn đẹp ha. Thì ở đây mình xuống gần núi rồi đấy. Nên là hoa nó mọc rất là đẹp. Nó vẫn còn nụ ấy. Nên là mọc cũng ok nhá. Bây giờ mình đang leo xuống mọi người ạ. Cái chỗ mà leo xuống này rất là đẹp mọi người nhá. Nhìn cả một dải hoa trung vàng này. Nhìn khá là ok ấy. Không biết mọi người thế nào.
Mọi người mà gần Seoul thì lên đây mà chơi. Rất là đẹp nhá. Đó. Bây tầm này đi là không có ai thì vui vui mọi người ạ. Mình chuẩn bị đi về nhá. Chỗ này đẹp quá mọi người ơi. Thì ở Hàn Quốc ấy, người ta rất thích leo núi mọi người. Nên là người ta hay có những ngọn núi như thế này này. Người ta làm đường cho dân đi nhá. Chỗ này là hoa đào này, nở một rồi mọi người ơi. Chắc chỗ này nhiều nắng nhất nên nó bung lở mọi người. Đây là hoa chuông vàng này, hoa đào này. Thì mình giải thích một chút về hoa chuông vàng nhá. Thì hoa chuông vàng ấy thì tên tiếng Hàn là Kelari. Thì là có nghĩa là hoa chuông vàng. Việt Nam mình cũng gọi là hoa chuông vàng nhá. Thì có nhiều người gọi là hoa mai Mỹ ấy. Thì hoa chuông vàng nữa nhá. Vì sao gọi là hoa chuông vàng? Bởi vì khi hoa này nó nở ấy thì có nghĩa là người ta báo hiệu với cả là hoa đào sẽ nở mọi người nhá. Đây hoa đào đây. Đấy. Mình giải thích rất là lùng cụng nhá nên mọi người cũng thông cảm một tí nhá. Đẹp không? Đẹp nhá. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Hẹn mọi người vào một video tiếp theo. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Mọi người nhấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn.